Trong những ngày vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dành sự quan tâm cho đội tuyển đang chinh chiến tại đấu trường khu vực AFF Cup 2020. Bên cạnh giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á, thì ở phía sa mạc xa xôi của vùng Trung Đông, nơi cũng đang diễn ra một giải bóng đá với tên gọi FIFA Arab Cup, hay còn được gọi với Cúp bóng đá các quốc gia Ả Rập, một giải đấu dành cho những quốc gia thuộc 22 nước Ả Rập, bao gồm các quốc gia Tây Á và Bắc Phi. Nếu như trước đây, gần như cả thế giới không quan tâm nhiều đến những giải đấu của khu vực Ả Rập, ngoại trừ những người hâm mộ của các nước Ả Rập bản xứ, thì Cúp Ả Rập năm nay đang được tổ chức tại Qatar, phần nào được người ta chú ý đến vì giải đấu này được chính FIFA đứng ra tổ chức. Và trận chung kết FIFA Arab Cup sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam giữa đội tuyển Tunisia và đội tuyển Algeria. Nhân sự kiện trên, Cảm Show cũng muốn mang đến cho các bạn tất tần tật về FIFA Arab Cup, một giải bóng đá dành riêng cho thế giới Ả Rập. Ý tưởng về việc sáng lập cúp bóng đá Ả Rập đến từ nhà báo người Liban, ông Nasib Maidalani, và tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Liban, ông Izzat Al-Tuk. Đến năm 1962, Liên đoàn bóng đá Liban kêu gọi thành lập giải đấu chính thức thông qua ý kiến của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liban, ông George Dabas, sau khi ông tổ chức Hội đồng Ả Rập để thành lập cúp Ả Rập. Năm 1963, giải đấu cúp Ả Rập đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Beirut, Liban, với sự tham gia của 5 đội tuyển và Tunisia là nhà vô địch đầu tiên. Trong 16 năm gián đoạn từ năm 1966 đến 1982, cúp Ả Rập trên thực tế đã được thay thế bằng cúp Palestine, được tổ chức 3 lần vào các năm 70 và sau đó trở thành một giải đấu trẻ sau khi cúp Ả Rập trở lại vào những năm 80. Cúp Ả Rập năm 1992 cũng được tổ chức như một phần của Đại hội Thể thao Liên Ả Rập năm 1992. Cúp bóng đá Ả Rập có điểm khác biệt nếu so sánh với những giải đấu khác trên thế giới, đó là giải đấu này không tổ chức theo một chu kỳ nhất định như 2 năm hay 4 năm một lần. Ví dụ, giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1963, lần thứ hai là năm 64, lần thứ ba là năm 66, nhưng lần thứ tư phải đến tận năm 1985 mới tổ chức, và lần lượt các năm như 88, 92, 98, 2002, và đến tận 10 năm sau 2012 mới có lần thứ 9 và lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay 2021. Như vậy có thể thấy, giải đấu này có mốc thời gian không cố định, rõ ràng, tương tự như Copa America, thích lúc nào là làm lúc đó. Tuy nhiên, điểm khác ở chỗ, khoảng cách giữa các năm tổ chức Arab Cup có thể kéo dài hơn 10 năm, thậm chí có thể lên tới 20 năm mới tổ chức một giải đấu. Một phần nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ những cuộc nội chiến cực kỳ phức tạp ở vùng Trung Đông. Hai giải đấu không thể tổ chức vì thiếu kinh phí, thiếu nhà tài trợ. Về mặt thành tích, trải qua 9 lần tổ chức đã có 5 đội tuyển khác nhau từng vô địch cúp Ả Rập, trong đó Iraq là đội nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất với 4 lần vào các năm 64, 66, 85, 88. Ả Rập Saudi có 2 lần vô địch vào các năm 98 và 2002, trong khi các đại diện châu Phi là Ai Cập, Maroc và Tunisia mỗi đội đều có một lần đăng quang. Năm 2021, lần thứ 10 cúp Ả Rập được tổ chức sau 9 năm vắng bóng. Giải đấu lần đầu tiên chính thức được đổi tên thành FIFA Arab Cup và cũng là năm đầu tiên mà cúp bóng đá Ả Rập được tổ chức dưới danh nghĩa của FIFA. Giải đấu diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 tại Qatar như một giải đấu thử nghiệm cho World Cup 2022. Giải đấu có sự góp mặt của 16 đội tuyển, trong đó có 7 đội vượt qua vòng loại. Tất cả 32 đội bóng thi đấu ở giải đấu đều là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á và châu Phi, đồng thời đều là các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. 32 trận đấu được diễn ra tại 6 địa điểm và những địa điểm này cũng sẽ được sử dụng tại World Cup 2022. Tuy nhiên, giải đấu này lại thiếu vắng những ngôi sao nổi tiếng đang chơi bóng ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Đơn cử như Ai Cập không có sự phục vụ của Mohamed Salah, hay Algeria không có Riyad Mahrez, Hakim Ziyech hay Ashraf Hakimi của Maroc. Đội tuyển Ả Rập Saudi cũng không cử lực lượng mạnh nhất để tham gia FIFA Arab Cup vì huấn luyện viên Abdel Gattar muốn ưu tiên những con người tốt nhất dành cho vòng loại World Cup. Vị chiến lược gia người Pháp đã gọi nhiều cầu thủ U23 kết hợp với những gương mặt tại đội tuyển quốc gia nhưng ít được thi đấu trong thời gian qua để tranh tài ở sân chơi kém hấp dẫn này. Vì vậy mà giải đấu này không được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Cũng chẳng sai nếu gọi cúp Ả Rập là giải đấu ao làng vì quy mô của nó gần như tương tự với AFF Cup, nhưng có một điều đặc biệt là giải đấu này được FIFA đỡ đầu, trong khi AFF Cup là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA. Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh, cúp Ả Rập sẽ rất khác biệt, đặc biệt nó là sẽ là phiên bản đầu tiên được tổ chức dưới sự giám sát của FIFA. Nhấn mạnh rằng giải đấu sẽ là nhân chứng tốt nhất cho những gì mà nước chủ nhà Qatar sẽ trình bày trong FIFA World Cup 2022, và hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ được khám phá trình độ bóng đá của người Ả Rập trong sự kiện thể thao này. Người đứng đầu FIFA còn nói thêm, chủ nhà Qatar đang nỗ lực hết cỡ để tổ chức phiên bản đầu tiên cúp Ả Rập dưới sự giám sát của FIFA,
đồng thời nhắc lại rằng đây sẽ là phiên bản tốt nhất và đẹp nhất. Ông đã nói về tầm quan trọng của việc tổ chức FIFA Arab Cup và những gì nó mang lại cho người dân trong khu vực Ả Rập. Tôi rất vui vì chúng ta có thể tạo ra FIFA Arab Cup. Đó là một sự kiện của FIFA, một giải đấu của FIFA và một giải đấu quan trọng. Nó gắn kết hơn 450 triệu người có cùng niềm đam mê lớn là bóng đá và những người không chỉ nói cùng một ngôn ngữ với tiếng Ả Rập mà còn một ngôn ngữ chung, đó là ngôn ngữ của bóng đá. Giải đấu được tổ chức vào cuối năm, trùng với thời gian tổ chức World Cup 2022. Đây được coi là cơ hội quan trọng để kiểm tra hoạt động và cơ sở vật chất đúng một năm trước khi Qatar đăng cai World Cup lần đầu tiên ở Trung Đông và thế giới Ả Rập. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu này nhằm tôn vinh tình hữu nghị giữa tất cả các đội Ả Rập và gửi thông điệp đến tất cả các nơi trên thế giới rằng giải đấu này sẽ mở đường cho World Cup 2022. Nếu như khu vực Đông Nam Á có AFF Cup thì thế giới Ả Rập cũng có cho riêng mình một giải đấu. Vốn dĩ ban đầu cúp bóng đá Ả Rập cũng tương tự như AFF Cup vì cả hai giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Thế nhưng vì Qatar là nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm sau, vì vậy FIFA đã dành sự quan tâm đặc biệt đến trò giải đấu, cũng như xem đây là một cơ hội để thử nghiệm cơ sở vật chất cũng như thời gian diễn ra vào buổi tối của những ngày mùa đông nhằm giúp cho World Cup sẽ gặt hái được thành công vang dội. Cũng cần phải nói thêm rằng Qatar cần những trận đấu như vậy nhằm giúp cho các cầu thủ đội tuyển có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lớn nhất vào năm sau khi họ là nước chủ nhà. Đồng thời, FIFA Arab Cup cũng mong muốn các nước Ả Rập gắn kết tình hữu nghị nhiều hơn thông qua thể thao vua và mang thông điệp hòa bình tại những khu vực được xem là phức tạp nhất trên thế giới. Vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam hôm nay, trận chung kết FIFA Arab Cup giữa Tunisia và Algeria sẽ diễn ra trên sân vận động Al Bayt. Đó sẽ là cuộc tranh tài của hai đại diện đến từ Bắc Phi. Đây là lần thứ hai Tunisia góp mặt tại trận chung kết, trong khi Algeria là lần đầu tiên lọt vào được vòng chung kết Arab Cup. Liệu rằng Tunisia có lần thứ hai vô địch kể từ lần duy nhất mà họ vô địch vào năm 1963, hay Algeria sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá quốc gia này nâng cao một danh hiệu mới? Và đó là tất tần tật về FIFA Arab Cup mà chúng mình muốn mang đến cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trên Cảm Show.